Bão số 9 liên tục thay đổi hướng di chuyển và tâm bão đổ bộ vào đất liền nên các địa phương phải cập nhật thường xuyên để có biện pháp ứng phó phù hợp. Trong cuộc họp hôm nay của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, các nhận định đều thống nhất cơn bão này phức tạp, phạm vi gây mưa rộng nên việc ứng phó không chỉ ở vùng ven biển mà phải chú trọng việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, hồ đập có thể gây mất an toàn cho hạ du nếu xảy ra sự cố. Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhấn mạnh, các địa phương đặc biệt cảnh báo người dân cảnh giác đề phòng dông, lốc xoáy nguy hiểm trước bão. Bởi cách đây đúng một tuần, Phú Yên đã hứng chịu dông lốc cực kỳ nguy hiểm, làm hàng chục người bị thương. Các tỉnh Nam Trung Bộ, Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long trong vùng ảnh hưởng của bão tiếp tục rà soát địa bàn để quản lý chặt chẽ công tác vận hành đảm bảo an toàn hồ chứa, lên phương án xả lũ khi có mưa lớn cục bộ. Cũng trong sáng nay, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã chỉ đạo khẩn tới các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu của bão kết hợp với không khí lạnh. Theo đó, ba tỉnh này được yêu cầu rà soát toàn bộ khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét và các vùng có nguy cơ ngập sâu khi có mưa lớn, đồng thời sẵn sàng phương án di dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Trong nhiều trường hợp, vùng tâm bão không thiệt hại, nhưng vùng có mưa lớn lại thường hứng chịu những hậu quả rất nặng nề nếu có tâm lý chủ quan.